Kính thưa sư, kênh YouTube Pháp Thoại của một vị sư nọ có vài video với tiêu đề kiểu ai có phước lắm mới được xem, mới xem được video của sư XYZ. Với cách đặt tiêu đề như thế này, giả sử là xuất phát từ đề nghị của đội ngũ media truyền thông của kênh và sự đồng ý của vị sư chủ kênh, thì vị sư chủ kênh có phải đã ngã mạn hay không? Nói cách khác, một vị tu sĩ chưa chứng đắc được sơ quả trong tứ thánh quả mà ngụ ý rằng những ai nghe được ông ấy giảng pháp là phải đủ phước duyên, có phải là tự cao tự đại ngã mạn hay không? Sư nhớ cách đây mấy hôm á, sư có nói một câu như thế này: thà mình nghĩ tốt cho một người mà họ không tốt như vậy, còn hơn là mình nghĩ xấu cho một người mà họ không xấu như vậy. Câu đó là nói có khi là mình phải dán ở trên trong nhà, xăm trên đầu. Thà mình nghĩ tốt cho một người mà họ không tốt như vậy, còn hơn là mình nghĩ xấu cho một người mà họ không xấu như vậy. Sư không biết là vị sư mà quý vị ám chỉ, quý vị chỉ đến là ai, cho nên sư chỉ nói chung thôi. Ở trong chú giải của kinh sư nhớ coi, bài kinh số 8, chú giải trung bộ bài kinh số 8, thì có nói như thế này nè: các vị sư á, phàm mà bản thân các vị ấy chưa chứng đắc đạo quả, thì các vị ấy lấy cái gì để giúp cho người khác chứng đắc đạo quả? Hiểu không? Tại vì nó nhắc đến cái đoạn kinh Đức Thế Tôn ví dụ như một người ở dưới hầm phân thì tự họ không thể kéo họ ra khỏi hầm phân được. Cũng vậy, một người chưa đoạn trừ tham sân si thì không thể nào giúp người khác đoạn trừ tham sân si. Thì trong chú giải có nói một đoạn rất là hay, là như vậy tại sao các vị phàm á, thì các vị ấy lấy cái gì để giúp cho những người khác nghe pháp mà chứng thánh? Lời giải thích là như thế này, phải nghe nha, nghe cho kỹ, tác ý cho kỹ, nghe không hiểu thì nghe đi nghe lại. Là bởi vì bản thân các vị pháp sư giống như một vị sứ giả truyền tin từ đức vua. Tức là truyền thánh chỉ từ đức vua. Thánh chỉ đó không phải là do vị sứ giả ấy, mà vị sứ giả ấy là người chịu trách nhiệm truyền tải thánh chỉ đến người cần nghe. Tương tự như vậy, một vị pháp sư chịu trách nhiệm truyền tải lời dạy của Đức Phật đến với người nghe, và sự chứng đắc đạo quả của người nghe là nhờ vào sự chứng đắc đạo quả của Đức Phật thông qua vị pháp sư đã đem cái lời dạy đó truyền đạt lại. Chứ người nghe chứng đắc đạo quả không phải là vì sự chứng đắc đạo quả của pháp sư đó, mà do sự chứng đắc đạo quả của Đức Thế Tôn. Nghe, suy tư và hiểu cho kỹ nha. Thì trong trường hợp này, nếu như vị sư ấy nói đúng chánh pháp, thì vị sư ấy có thể nói lên sự thật rằng ai nghe được lời này là người có đại phước, đại công đức. Bởi vì lời vị ấy nói là vị ấy nói lại lời dạy của Đức Thế Tôn, chứ không phải là lời của vị ấy nói. Phân biệt giùm sư. Đức Thế Tôn dạy như thế nào, vị ấy chuyển tải lại để giúp cho người nghe có thể nghe hiểu được lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì những người có khả năng nghe được lời dạy của Thế Tôn ấy là những người có phước.
chứ không phải là lời dạy của vị ấy. Ai nghe không hiểu thì nghe đi nghe lại. À, cho nên á, có quý vị biết là ở trong Kinh Tạng cũng có những trường hợp Đức Thế Tôn Ngài cũng phải nói là Ngài công nhận rằng bản thân Ngài là một vị A-la-hán chánh đẳng giác, trên thế gian này không có ai hơn Ngài. Thì lời nói đó không phải là do sự ngã mạn, mà Đức Thế Tôn chỉ trình bày một sự thật. Trong trường hợp này cũng vậy nha. Có thể vị ấy chỉ đơn giản là trình bày một sự thật. Tuy nhiên khi chúng ta nghe thì chúng ta lại nghĩ nó khác đi. Còn nếu như bản thân vị ấy nói sai chánh pháp và tự cho rằng ai nghe lời dạy mà không đúng chánh pháp của mình do tự mình chế ra đó là người đó có phước, thì bản thân vị ấy là tà kiến. Tà kiến là một, cái thứ hai là đúng là ngã mạn. Còn bản thân vị ấy khi nói nha, khi nói hoặc là cái người đặt tiêu đề là vị ấy đang tuyên bố một sự thật hay là do ngã mạn thì tâm của vị ấy biết làm sao mình biết được. Cho nên sư mới nói ngay từ đầu, thà mình nghĩ tốt cho một người mà họ không tốt như vậy còn hơn mình nghĩ xấu cho một người mà họ không xấu như vậy ha. Và xin thỉnh Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức Hành Tại, kính thưa quý vị, cái riêng về cái quan điểm trả lời Đức Hành Tại, xin hoàn toàn đồng ý thưa vị. Thật sự là ngoài Đức Hành Tại khuyên rất là nhiều nhưng mà sư vẫn phải khuyên lại, nhấn mạnh đúng lại câu hỏi nè, cái câu hỏi này nè và cái phần trả lời á, nếu mà mình lỡ mình nghe mình chưa có rõ chưa hiểu lắm, mình đi nghe lại mình mới thấm, sau đó sư gọi là cái từ thấm đúng nghĩa luôn, mình thấm thiết nữa. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây á là nào, sư nói thiệt nha, trong câu hỏi này quý vị đưa ra cái tiêu chuẩn á, nó quá là cao đi so với bây giờ đó. Là sao? Là ở đây quý vị nói là một vị tu sĩ khi mà chưa chứng đắc sơ quả trong tiếng thanh quả mà ngụ ý như vậy á, quý vị đây tiêu chuẩn quá cao quý vị. Mà cái quan điểm á, sư hoàn toàn đồng ý quan điểm với Đức Hành Tại là sao? Tại vì nó đồng ý thì phải hiểu, phải phân tích được thì mới gọi là hiểu, chứ không phải là nói hiểu hiểu ai vua theo, đúng không? Rồi không có nói ra cái hiểu hiểu như thế nào. Xin thưa quý vị là như vậy nè, tiêu chuẩn nó tính là như vậy nè. Là nếu một người là một vị sư phàm phu, nói thẳng nha, vị sư phàm phu, đối với tiêu chuẩn của sư Hành Tại, một vị sư mà phàm phu miễn là vị đó có chánh kiến, nói đúng pháp, nhấn mạnh nha, có chánh kiến và nói đúng pháp, truyền tải đúng lời Phật dạy ở trong chánh tạng và trong chú giải chính thống đó, thì đôi khi cái vị đó, đôi khi nghe tôi nói là gọi, đôi khi có thể cường điệu cái ngôn từ lên chút xíu đó, gây người ta tò mò hay là kích thích này nọ kiểu gì đó, rồi là mình bây giờ mình gọi là giật tiếp đó, đúng không? Nhưng mà chung quy là sao, cái vị này vẫn là người đang nói đúng chánh pháp và có chánh kiến, truyền tải đúng lời Phật dạy. Và nếu người nào nghe, hàng tứ chúng nghe, tức là gì? Ví dụ tỷ kheo ni, cận sư nam, cận sư nữ nghe đó, thì vẫn mang lợi ích cho quý vị chứ không phải mang lợi ích đâu. Đó là cái tiêu chuẩn mà sư và sư Hành Tại ra. Còn ngược lại, nếu mà cái vị này là cường điệu, nghĩa là cường điệu rồi thái nói thái quá lên này nọ, đúng không? Mà thậm chí bây giờ nói gì nè, nói là tu theo tôi tu đi 7 ngày đắc A La Hán nha, 7 ngày cam kết đắc A La Hán nha, 7 ngày cam kết đắc A La Hán,
đó, một ngày là cam kết là tới tòa án hành xã. Rồi khi mà công đó đó ông giảng á, thì ông giảng là nói thì nói sai là dạy, nghĩa là phỉ báng là Thế Tôn. Bản thân ông đó là cũng cái đầu cũng tà kiến ở đây, đúng không? Rồi nói phi pháp, đúng không? Rồi lại mượn cái hình tướng của một vị sư, đúng không? Để rao giảng phi pháp, rồi truyền bá tà đạo để cho người ta hiểu ảnh giống như một cái giáo chủ mới vậy đó. Thì cái trường hợp này là không thể nào chấp nhận được, việc không thể nào chấp nhận được. À, còn một trường hợp thứ ba nữa, trường hợp thứ ba này sư cũng nhấn mạnh nữa. Trường hợp thứ ba này còn có trường hợp thứ ba này nữa là có thể tạm gọi nha, sư gọi tạm gọi vị này có chánh kiến, nhưng mà nếu mình gọi là nói một cách mà cường điệu mà nó quá đi cũng không được nữa. Quá là sao? Ví dụ là nãy sư nói đó, tuy là có chánh kiến giảng đúng là Phật dạy, nhưng mà nếu mà nói những cái cường điệu quá, giống như là cũng giống như nãy sư nói đó, là cam kết đắc A-la-hán hoặc là niết bàn. À, có niết bàn ngay trong hiện tại này, tôi chỉ cho thấy niết bàn ngay trong hiện tại luôn. À, đó vậy đó, tu một cái thấy thấy niết bàn luôn, quan sát tâm cái thấy niết bàn luôn, thì cái này là cũng cần phải, cũng này cũng không chấp nhận luôn. Cho nên trước khi kết thúc cái câu trả lời này á, là sư muốn nhấn mạnh với vị lần nữa là một vị pháp sư hay thiền sư này đó, đối với tiêu chuẩn của sư và sư hiện tại bây giờ, thì tối thiểu vị đó có chánh kiến và giảng đúng lời Phật dạy, và có nói gọi là có dịch tiết, hay là nói cái gì mà gọi là nó cường điệu hóa hay là hơn quá, thì nó chỉ nằm trong cái phạm vi đó. Giống như là ở đây nói đó, nghe pháp đi có phước, nghe pháp đi được này được kia, được nghe là được, để sao được, được có được trong hạnh phúc trong hiện tại, hạnh phúc trong tương lai nha, chứ không phải nghe pháp một cái là chứng đắc niết bàn liền nha, thì cái đó cũng được đó. Đó là cái phải lưu ý. Còn cái trường hợp thứ hai là trường hợp mà đã tà cái đầu, đã tà kiến rồi mà đã nói phi pháp này, mà đã còn cường điệu hóa, thì cái này không chấp nhận được, thưa quý vị. Cho nên bởi vì sao? Bởi vì quý vị phải hiểu là với con mắt là một khi phàm phu, vì nhớ rõ nha, một khi phàm phu đều là phải còn ngã mạn ngủ ngầm chứ, đâu phải thánh, thưa quý vị. Cái tại vì cái tâm ngã mạn này nè, cái tâm sở ngã mạn này nè, là tới a la hán, thưa quý vị. Xin thưa quý vị là ngã mạn á, tâm sở ngã mạn á, cái sự ngã mạn á là ta là hán mới diệt trừ được đó. Tư đồ hoàng a na hàm tư đà hàm a na hàm mới chưa diệt được nha, phải nói rõ rõ gì. Cho nên đừng bao giờ mình đưa cái tiêu chuẩn nó quá cao đi, đúng không? Cụ thể đây cái ngã mạn là phải hiểu như vậy, a la hán bị trừ được hoàn toàn hết ngã mạn. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời gọi đây. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.